Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về Pháp và Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua, trước mặt ký giả báo chí quốc tế, Donald Trump và Macron đã trao đổi những cái lời qua tiếng lại rất là cứng rắn. Donald Trump khi bị nghe Macron phản đối về vấn đề Mỹ rút quân ở bên Syria, nhưng mà lại tiêu diệt được một tên khủng bố, chùm khủng bố. Macron mặc cảm nói rằng là Mỹ mà đơn phương rút quân ở bên Syria đã vô tình làm đi chết đi những cái sự hợp tác quân đội đồng minh. Ý của Macron nói rằng Mỹ làm việc và không hỏi ý kiến đồng minh, cho nên đơn phương rút ra khỏi Syria. Nhưng mà sự thực thì không phải thế, như mọi người biết. Đó là cái chiến lược Donald Trump làm cho tội khủng bố nhưng không còn nghi ngờ và đã rút lui ở Trung Đông. Cho nên cái tên chùm khủng bố al-Baghdadi đã xuất hiện và đã bị người nhái và người quân lực đặc biệt Delta Force của Mỹ tiêu diệt, làm cho thế giới cũng sững sờ và xấu hổ. Bởi vậy cho nên Macron phản đối, nói một câu dùng rất nặng nề: cái cuộc rút quân của Mỹ ở Syria giống như là một cái hành động brain dead, đầu não đã chết rồi, chê nước Mỹ làm việc không có tư tưởng. Thì Tổng thống Donald Trump đáp lễ liền. Quý vị biết Donald Trump là một con người từ lâu nay, chứ không phải đến hôm nay, trực tính, trực ngôn. Nói một câu liền: tôi chưa nói chuyện với Tổng thống. Nếu Tổng thống thích thì tôi sẽ tặng cho Tổng thống những cái tên chùm khủng bố mà tôi bắt được ở bên Syria, bây giờ đang ở trong tay Mỹ, mà có một số quý vị gọi là nice terrorist ISIS, là những cái tên khủng bố dễ thương của Hồi giáo. Câu nói này Donald Trump móc anh chàng Macron đã cho đến 5-6 triệu người Hồi giáo vào trong nước Pháp bây giờ, đang là một cái gánh nặng đau khổ. Và Donald Trump còn nói rằng quý vị hãy nhìn nước Pháp bây giờ đang gặp rất nhiều cái rắc rối, rối ren. Cho nên chúng ta phải thông cảm cho ông Tổng thống Pháp. Với một câu nói này làm cho anh Tổng thống Pháp phải tự ái, nói rằng là NATO là một cái lực lượng bây giờ lắm lúc không cần thiết nữa. Donald Trump đáp lễ liền: cái người mà cần NATO nhất là nước Pháp, bởi vì chính NATO đã bảo vệ nước Pháp trong hai cuộc chiến vừa qua, đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Donald Trump muốn nói rằng là Hoa Kỳ là ân nhân, NATO là ân nhân của Pháp. Mà Macron dùng những cái chữ không được dễ thương, ông dùng chữ nặng nề, disrespectful, con người bất kính. Ông chê anh Tổng thống trẻ này không biết lễ độ, dùng thẳng cái chữ disrespectful. Mà thật, nước Pháp từ lâu nay vẫn tưởng rằng cái hào quang thời Charles de Gaulle vẫn còn. Nước Pháp bây giờ là một quốc gia kinh tế suy sụp, yếu hơn cả nước Đức. Macron đã từng tuyên bố là khi mà cách đây 2 năm về trước, khi mà ông Donald Trump yêu cầu thành viên NATO phải đóng 2% tổng sản lượng quốc gia vào quân đội, Macron lúc bây giờ bảo tại sao tụi mình không lập quân đội riêng. Nhưng mà cái lời kêu gọi của Macron không được thế giới nghe. Angela Merkel nói rằng không được, chúng ta phải cần Hoa Kỳ. Bây giờ Hoa Kỳ rút ra khỏi NATO, sập tiệm, thì Putin sẽ chiếm NATO như là Hitler đã từng chọc thủng phòng tuyến của nước Pháp trong vòng 24 giờ, hồi đệ nhị thế chiến. Cho nên anh Pháp mất mặt, và anh Pháp trở thành thanh niên tính, ăn nói một cách hàm hồ. Đến nỗi Donald Trump phải dùng cái chữ disrespectful, là một người bất kính, không biết lễ độ là cái gì. Chưa hết, các quốc gia của NATO đều đóng 2% tổng sản lượng quốc gia, ngoại trừ nước Pháp và nước Đức, đóng chưa tới 1,5%. Cho nên đấy cũng là lý do mà Donald Trump nó coi thường, là vì các anh chỉ ưng làm cha, các anh ưng làm lớn, nhưng mà các anh lại không đóng góp đúng mức. Quý vị có đồng ý rằng ra đời chúng ta muốn làm đàn anh thiên hạ,
chúng ta phải biết thả tiền tài thu nhân tâm. Với cái tâm hồn của một cậu bé mắc công nhỏ này, chỉ thích 9 đồng đổi lấy 10, thế giới nó coi thường. Dĩ nhiên trong cái nước Pháp bây giờ lại đang xuống dốc, cái đó mọi người đều thấy. Ngày xưa mà chúng ta nói đến nước dân Tây là hãnh diện lắm, văn chương Tây cũng hãnh diện lắm, kinh tế Tây cũng tuyệt vời. Nhưng bây giờ nói đến Tây là nói đến một cái sự tai họa. Quý vị có bà con là sống bên Tây, hỏi họ đi, đời sống của bên Tây với đời sống của Hoa Kỳ, những người nào qua phân Pháp chơi về bây giờ sống cái đời sống Mỹ, cái nào hơn? Thế thì cái anh chàng mắc không là anh ta vẫn còn quên đi rằng sự thực bao giờ cũng phũ phàng. Có một nhà văn đã nói như thế. Hay ít nhất nó không đến nỗi eo xèo như hiện tại. Bởi vì khi nói về dĩ vãng le passé, dĩ vãng bao giờ cũng đẹp. Hay ít nhất nó cũng không đến nỗi phũ phàng như hiện tại. Mà không quên được cái chuyện đó, cho nên vẫn ta đây và muốn hơn thua với lại Donald Trump. Làm sao hơn thua được? Đời sống cá nhân cũng vất đi. Donald Trump nó là hàng chục con vợ mà con nào cũng đẹp cả. Mà con vớ một bà già đáng tuổi má, về cuộc đời đã vất đi rồi, không có tương lai sang l'avenir. Bà ấy già rồi sao còn có con được. Cho nên cái cậu bé này, cậu không hiểu được cái khả năng của nước Pháp bây giờ ra sao. Những cái niềm kiêu hãnh của dân Tây mặc say dê rồi bỏ. Đối với Hoa Kỳ bây giờ, Pháp nên khôn ngoan làm đàn em. Anh hai nói gì nghe nấy, sung sướng hơn. Donald Trump nói rõ, nước Pháp vẫn chưa dùng đúng cái lời hứa là đóng góp 2%, trong khi nước Mỹ đóng góp quá nhiều, 3 năm qua đóng đến 2.700 tỷ. Cho nên ông dùng một câu, France need NATO the most. Cái quốc gia mà cần khối NATO là nước Pháp. Rồi đến một bản tin tiếp theo, đó là bản tin câu chuyện chỉ có nước Mỹ mới có, để quý vị thấy rằng chúng ta hãnh diện được ở Hoa Kỳ. Đó là câu chuyện gì? Một cậu bé tên là Evan, cái họ thì phải giấu đi vì cậu ta mới có 9 tuổi, luật pháp không cho phép nói là cái họ của trẻ con. Cậu bé Evan 9 tuổi này đang học lớp 4 fourth grader ở thành phố Melbourne, tiểu bang Florida. Hôm chủ nhật vừa rồi, cậu ta đã lên cái billboard, đã lên YouTube, nói rằng, Tổng thống à, Tổng thống là một người lãnh đạo của quê hương chúng ta, và đa số nhân dân Mỹ đều muốn có một vị Tổng thống mạnh khỏe. Bởi vậy cho nên, tôi yêu cầu Tổng thống, nếu Tổng thống làm theo lời đề nghị của tôi là không có ăn hamburger trong một tháng. Hay không? Bởi vì quý vị biết Donald Trump mạnh khỏe nhờ hamburger. Ngay từ thời đến tranh cử năm 2015-16, luôn luôn dùng hamburger. Trên phi cơ đến bữa ăn là chỉ có ăn hamburger, uống coca. Và ông ta bỏ cái my favorite food, cái thức ăn mà tôi ăn mê nhất là fast food hamburger. Khi ký giả hỏi cái bí quyết sao mà Tổng thống mạnh khỏe, thì ông bảo tôi ăn hamburger hàng bữa. Nó vừa nhanh, nó vừa gọn mà nó vừa đủ chất dinh dưỡng. Từ cái câu nói của ông ta làm cho nước Mỹ là hamburger nổi tiếng cả thế giới là vậy. Thế thì cậu bé này còn nói rằng ăn hamburger nhiều không tốt đâu Tổng thống à. Bây giờ Tổng thống nghe lời tôi đi, nếu mà Tổng thống đồng ý ăn bỏ hamburger một tháng, trong tháng Giêng tới đây,
thì cái quỹ của cái tổ chức của tôi về vấn đề cơm chay, ăn chay và bảo vệ súc vật sẽ biếu Tổng thống $1,000,000 để Tổng thống tặng cho cựu chiến binh Hoa Kỳ. Vì tôi biết Tổng thống là người rất thương lính mỹ Hoa Kỳ. Quý vị thấy cái hành động nó hay không? Nó nói lên hai điều. Thứ nhất là một cậu bé mới có 9 tuổi mà đã nghĩ đến đất nước. Thứ hai, mới có 9 tuổi mà cậu ta đã biết Tổng thống Mỹ thích cái gì. Theo lời bà mẹ cho biết thì cậu ta bắt đầu thích ăn chay, nghĩa là không ăn thịt, từ năm lên 5 tuổi. Và đã từng lập ra một cái account ở trên Facebook kêu gọi người ta ăn chay nhiều. Và đến giờ này cậu ta đã có được 15.000 người hội viên ở trong cái tổ chức đó. Và cậu ta đã trở thành nổi tiếng. Cho nên cái tổ chức gọi là khuyến khích người ta ăn chay và không giết súc vật. Cậu ta nói lý do, nếu bây giờ Tổng thống ăn chay thì người đó khỏe, không có thịt nhiều, và đồng thời tránh vấn đề ăn thịt là phải giết gia súc. Bởi vậy cho nên cái tổ chức ăn chay nó đã ủng hộ $1,000,000. Những người trong đó có đóng góp nổi tiếng như Paul McCartney của ban nhạc Beatles. Rồi lại có tổ chức gọi là Climate Change with Diet Change, tổ chức bảo vệ môi sinh của Hoa Kỳ. Và cậu ta còn nói rằng nếu Tổng thống đồng ý với đề nghị này, ăn chay trong tháng giêng, thì $1,000,000 sẽ được chuyển qua quỹ của cựu chiến binh trong vòng một tiếng. Hiện nay $1,000,000 này đã được đặt ở trong escrow và chỉ có sự đồng ý của Tổng thống là sẽ chuyển qua quỹ của cựu chiến binh Hoa Kỳ. Quý vị thấy hay không? Tuyệt vời không? Một cậu bé 9 tuổi của Hoa Kỳ, trong khi các thanh niên của các nước cộng sản bây giờ đang sa đọa quán bia ôm, rượu ôm, để cho đất nước tan nát. May ra còn được thanh niên Hồng Kông biết đến quốc gia dân tộc để tiêu diệt cộng sản. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.